Ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ năm 2023 và năm mới năm 2024, Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh đã hân hoan chào đón 6 công dân nhí đáng yêu ra đời. Tiếng khóc chào đời của 6 em bé ngay thời khắc giao thừa Tết Dương lịch năm 2024 như thay cho tiếng pháo hoa vang khắp trời Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chính là niềm hạnh phúc vỡ òa của các bậc cha mẹ sau hơn 9 tháng ròng rã đợi chờ thiên thần nhỏ chào đời, là niềm tự hào của các y bác sĩ đã đỡ đẻ cho sản phụ được mẹ tròn con vuông. Có 5 bé trai và 1 bé gái được sinh ra vào đúng thời khắc giao thừa Tết Dương lịch năm 2023 tại khoa sanh Bệnh viện Từ Dũ. Trong đó, 3 bé sinh thường và 3 bé sinh mổ. Sau sinh khoảng 90 phút, các bác sĩ mới bắt đầu tiến hành tách rời bé ra khỏi mẹ để cân số ký cho các bé. Đúng 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024, bé gái đầu tiên và cũng là duy nhất cất tiếng khóc chào đời. Đó là con chị Lê Thị Tuyết, 35 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức. Một phút sau, một bé trai kháu khỉnh chào đời là con của anh Phan Xuân Phú, 34 tuổi, ngụ quận Bình Tân, và chị Trần Thị Ngọc Linh, 34 tuổi, ngụ quận Bình Tân. Lần lượt 5 phút sau là bốn bé trai cũng có tiếng khóc oa oa chào đời. Nói chung cảm ơn vợ thì rất là nhiều lâu nay rồi. Nói chung cũng giờ cũng để cảm ơn mình nữa là hai người con đã cố gắng thời gian qua để đi đến thời điểm này. Giờ chỉ mong hai người con khỏe mạnh ha. Tôi dự định đặt con tên là Trịnh Đình Khôi Nguyên, tại vì Khôi là Khôi Ngô, Khôi Ngô Tân Tú, Nguyên là Nguyên Vẹn. Nhiều năm chào đón những công dân năm mới giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các nhân viên y tế Bệnh viện Từ Dũ đón giao thừa bằng tiếng khóc của trẻ em. Họ xem đây như là tiếng pháo hoa đặc biệt. Cũng đã rất là nhiều năm mà cùng với bệnh viện để đón những cái em bé ra đời trong những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt, nhưng mà thật sự mỗi lần đón một em bé nữa lại có một cái cảm xúc lâng lâng, cái cảm giác mà khi bắt em bé ra đón chào một năm mới cũng là trong lòng mình cũng nghĩ rằng mình cũng đón nhận năm mới trong năm nay như thế nào cũng sẽ đầy niềm vui, cũng đầy cái hạnh phúc, giống như là mình ra cho cái hạnh phúc đó cho gia đình vậy đó. Bác sĩ Nhu, chánh văn phòng Bệnh viện Từ Dũ cũng có mặt tại thời khắc thiêng liêng này để chia vui với các gia đình sản phụ. Thì trong năm 2023 thì Bệnh viện Từ Dũ đã có một sự vượt bậc so với những năm đại dịch 2019, 2020, 2021 và 2022. Thì cái tỷ lệ sinh trong năm của 2023 của chúng tôi đã tăng lên một cách đã tăng lên 30% so với các năm trước đây,